Các bạn thân mến, đây là đường Giải Phóng hướng từ bến xe Giáp Bát đi vào trung tâm thành phố. Có nghĩa là đầu đường Giải Phóng cắt với đường Đại Cồ Việt và hầm Kim Liên. Chỗ này thì các bạn có thể đi thẳng và rẽ phải, rẽ trái. Tuy nhiên là khi mà rẽ phải các bạn lưu ý có một cái đèn xanh đèn đỏ. Đó. Cái lối rẽ vào đường Đại Cồ Việt ấy, là rẽ phải ấy, là có một cái đèn xanh đèn đỏ. Nhiều người rất chủ quan, thấy có lối rẽ và rẽ vào luôn. Đương nhiên là rẽ vào đây thì bị bắt ngay. Và tôi cũng vừa mới đi qua chỗ này, quan sát thấy một xe ô tô và cùng với hai cái xe máy vừa bị bắt xong. Cho nên là đứng ở đây và quay để cho các bạn khi mà đi qua cái đoạn đường này hết sức lưu ý. Các bạn nhớ nhé, từ đường Giải Phóng rẽ vào đường Đại Cồ Việt có đèn xanh đèn đỏ, cho nên các bạn khi gặp đèn đỏ là dừng lại, không được vượt đèn đỏ đâu. Khi mà các bạn vượt đèn đỏ là sẽ bị bắt ngay. Đấy. Cho nên các bạn hết sức lưu ý nhé. Chúc các bạn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.